Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta, cũng như là trả lời cho quý bà con chúng ta. Cũng có nhiều cô chú anh chị điện về trung tâm cây giống hỏi là mít cục đỏ sơ vàng hiện tại cần mua cây giống số lượng á có liền hay không hả bà con? Thì Ly cũng muốn chia sẻ cho quý bà con chúng ta luôn. Số lượng thì bên trung tâm cây giống lúc nào cũng có sẵn hết nha bà con. Đó. Lúc nào cũng có sẵn hết, quý bà con chúng ta đến để lựa chọn từng cây mà quý bà con chúng ta yêu thích ha. Giống như là có liền nhưng mà cái cành á, cái bo của nó còn hơi ngắn một tí xíu. Đây, Ly sẽ quay cho quý bà con chúng ta cùng xem đây. Cái bo nó hơi ngắn giống như vậy. Đó. Hai lá già giống như vậy ha, hai lá giống như vậy. Quý bà con chúng ta thích cây giống nào thì chúng ta lựa ra riêng. Bên trung tâm cây giống sẽ nuôi lại cho quý bà con chúng ta tầm khoảng là 10 ngày đến nửa tháng thì quý bà con chúng ta về trồng được ha. Đó, hàng thì nó có sẵn nhưng mà chỉ có như vậy thôi. Đó, còn chú anh chị là chúng ta thích trồng mít cục đỏ sơ vàng thì quý bà con chúng ta cứ việc đến trung tâm cây giống nha. Còn gốc bên trung tâm cây giống sẽ làm là có gốc thì từ 1/3 tới 1/5 là một lô là một giá nha bà con. Còn có gốc thì từ 1/5 đến 2/2 là một lô là một giá. Còn gốc mà trên 2/2 còn gọi là gốc to, gốc VIP đó ha, là một giá nữa. Cây nè, quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Cây rất là đỏ ha, cây rất là đẹp. Hàng rất là già rồi. Thì bên trung tâm cây giống cung cấp cây giống cho quý bà con chúng ta thì có hỗ trợ kỹ thuật trồng nè. Điều đầu tiên là đảm bảo chuẩn giống cho quý bà con chúng ta luôn ha. Có trồng cây trực tiếp tại vườn và có lắp đặt luôn cái hệ thống tưới ha. Có đến chăm sóc vườn cho quý bà con chúng ta luôn. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta có nhu cầu thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình ha. Đây là những cái lô mít mà có chủ đầu tư đến để chọn nè. Bên Ly lựa riêng ra. Lựa riêng ra thì sẽ co dây lại giống như vậy. Đó, đây có tên đây nè, có số điện thoại đây ha. Tân Phú Đông, Tiền Giang. Anh lấy gốc là từ 2/2 đổ lên nè. Đó. Gốc từ 2/2 đổ lên là gốc giống như vậy nha bà con. Cây to thì cây nó khỏe thì quý bà con chúng ta trồng nó rất là nhanh lớn. Và cây nó nhanh lớn thì nó sẽ nhanh ra trái á bà con. Thì chúng ta mau thu hoạch trái trên cây. À, giống như cây phát triển nhanh, phát triển tốt thì 16 tháng thì chúng ta bắt đầu làm trái, cộng thêm 6 tháng nữa thì chúng ta bắt đầu kinh doanh, tức là 22 tháng ha. Còn cái cây mà chúng ta hơi chậm lớn thì có thể là từ 20 tháng thì chúng ta mới bắt đầu làm trái. Còn lá mít cục đỏ sơ vàng đây, đây quý bà con chúng ta nhìn thấy không, cái lá nó hơi bầu ha, còn nhỏ thì lá nó vẫn nhọn nha bà con, còn lá là lá còn nhỏ đây, nó vẫn nhọn nha, tại vì nó chưa bung lá ra hết. Khi mà cái lá nó già lại, khi lá nó già lại nè, nó to thì cái lá nó sẽ bầu và chúng ta gờ vô thì nó sẽ mịn, nó sẽ nhung, nó không có lông nha, nó không có cái lông và nó không có cái nhám nhám giống như cái mít Thái hoặc là cái cây mít khác ở trong đây, nó cũng vậy luôn nè, nó rất là nhung mịn. Mít cục đỏ hiện tại cũng rất là nhiều dòng nha bà con, nhưng mà chỉ có mít cục đỏ sơ vàng hiện tại là đang được xuất khẩu với giá trị kinh tế cao. Hôm nay thì giá thu tại vườn thì nó hơi giảm một tí xíu, thì nó còn 65.000 trên 1kg ha. Là đối với loại 1 nha bà con, loại 2 là 55.000 trên 1kg. Đây sẽ quay cho quý bà con chúng ta xem. Số lượng thì còn rất là nhiều, nơi đây là nơi trưng bày cũng như là nơi để cho chủ đầu tư đến để chọn cây giống và nuôi cây lại. Còn nơi mà khu ghép mít, khu ghép nha bà con, thì nó sẽ ở riêng nữa, ở trong vườn. Khi mà đủ tiêu chuẩn giống như là nó sẽ ra được hai lá thì Ly sẽ đem ra đây trưng bày cho quý bà con chúng ta đến để tham quan cũng như là lựa chọn cây giống đây ha. Mít cục đỏ sơ vàng thì năng suất nó rất là cao. Khi mà cái bạn này mang trái á, tỷ lệ trái trên cái cây á, chúng ta có thể là nuôi được 3 trái là cái từ năm thứ 2 nha bà con. Còn từ năm thứ 3, năm thứ 4, thậm chí là năm thứ 5 đổ lên thì chúng ta có thể là nuôi được 5 trái, 7 trái, tuổi thọ càng cao, trái nó sẽ càng to, trái nó sẽ càng nhiều trên cái cây mít cục đỏ sơ vàng của chúng ta ha. Và đặc biệt cái muối nó rất là dày, cái hạt nó nhỏ đó nha bà con, nên trọng lượng trái nó rất là nặng. Ăn rất là ngon, trong ruột nó sẽ màu đỏ, cái sơ nó sẽ màu vàng. Nếu như cô chú anh chị mà cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cái cây á, cái muối nó sẽ lên cái màu cam cam, nhìn nó rất là đẹp nha bà con. Đây, cái lô mít này là 1.500 cây đây, bên trung tâm cây giống nuôi dưỡng lại nè. À, ngày thứ hai, ngày mốt á, tức là ngày mốt thì bên trung tâm cây giống sẽ đi giao, nuôi cho lên được 2-3 cặp lá. Bo đây ha, bo nè, bo rất là mập nha,
quý bà con chúng ta mà đặt hàng trước đến trung tâm cây giống á, thì quý bà con chúng ta lựa ra thì bên Ly sẽ nuôi dưỡng lại cây rất là đẹp. Khi mà đi giao thì quý bà con chúng ta đến xem lại một lần nữa ha. Lá nè, quý bà con chúng ta nhìn lá mít cũng đã sơ vàng lại một lần nữa nha. Cái đầu đây đó, cái đầu nó cũng giống như hình thức trái vậy đó, nó hơi bầu bầu, cái đầu lại giống như vậy nè. Quý bà con chúng ta nuôi dưỡng tốt á, thì cái trái có thể là lên tới là 25kg luôn nha bà con. Có lúc bạn này á lên tới 110.000 trên 1kg, còn có lúc thì nó 100.000 90 ha, có lúc rẻ nhất thì cũng 35.000. Thì giá trái thì nó tùy theo thời điểm nha bà con, nó không có cố định, nó không có giá chết ha. Có lúc thì nó lên giá rất là cao, và có lúc thì nó rẻ thì nó cũng tầm khoảng 35.000. Và đặc biệt mít ruột đỏ sơ vàng này đang được xuất khẩu nha bà con, đang được xuất khẩu rất là mạnh luôn, cái nguồn trái nó còn rất là ít. Nếu như anh chị nào chúng ta thích trồng thể loại cây dễ trồng nè, cây giống mới nè, cây trồng kinh tế cao, thì chúng ta cũng có thể là trồng giống mít ruột đỏ sơ vàng lá bầu này ha. Đó, ngày hôm nay Ly giới thiệu cũng như là trả lời vài câu hỏi của chủ đầu tư nha. Cần mua cây giống mít ruột đỏ sơ vàng hiện tại có giống sẵn hay không, hoặc là hay là cần hẹn lại thời gian bao lâu ha. Đó, hoàn toàn là có sẵn nha bà con. Ly quay cũng rất là nhiều lô, nhiều kích cỡ ở đây. Cô chú anh chị nào chúng ta thích thì chúng ta đến, cứ việc đến trung tâm cây giống nha bà con. Bên trung tâm cây giống luôn có hàng để phục vụ cho quý bà con chúng ta luôn nha. Rồi, một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Ngày hôm nay Ly chia sẻ về cây giống mít ruột đỏ sơ vàng. Cô chú anh chị có thắc mắc hoặc là cần liên hệ mua giống thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống tư vấn và chia sẻ cho quý bà con chúng ta kỹ hơn nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.